Từ coi chừng lạc con. Con biết đường rồi. Ba nói cứ đi về phương Nam là gặp ba mà. Ba kìa má. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba. 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 Ba ơi. Dậy đi con. Dậy lên giường nằm. Đi lên giường ngủ. Tối ngày cứ vẽ cọp beo, rồi ngủ thấy chim bao mộng mị hoài à. Má à, ba con đâu má? Hỏi hoài à. Má đã nói là ba đi làm ăn xa, bị tai nạn chết rồi. Thôi ngủ đi, mai còn đi học á. Má, nhưng con cứ nghe ba kêu hoài à. Ba nói cứ đi về phương Nam là gặp. Tại con nhập tâm, chứ hồi ba con đi, con còn nhỏ xíu à. Ba phải nói vậy con mới chịu nín. Ngủ đi, mai còn đi học. Có thư nhà anh Tư. Ừ. Chị với An khỏe không? Khỏe. Nó lớn bụng rồi nghe. Mày coi nè. Đó, mày coi đi. Mèn ơi, vậy mà đồ làm thạch xanh nữa ha. Tay này không vừa đâu nghe. Coi vậy á, chứ nó nhát hết à. Y như con gái vậy á. Tội nghiệp. Má nó nói gì nó cũng không tin là tao chết. Cứ đòi đi tìm ba hoài. Thôi, ráng vài năm nữa rồi móc nó đi theo mình.
Nghe nói tiếng Tây tiếng U cũng giỏi lắm mà. Sắp thi primer rồi đó nghe. Thằng được cái sáng giả lắm. Hello, El Año. El Año se désintéresse dans le courant du nom de pure. Hello, survint un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ce lieu attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté. Ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désintéressant dans le courant, plus le vent part au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa poisson. Continuez. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des chiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Continuez. Là-dessus, au fond des forêts... Voyez-vous, il a mis à la fontaine de tout son cœur. Comme vous, comme moi, au moins. Écoutez, monsieur le directeur, il ne mérite pas d'être loué comme ça. À ce propos, je me souviens que les anamites ont une belle comparaison. C'est la situation d'un mec qui, dans les manches de sa veste, élève des abeilles, sans prévision des conséquences. Alors, qu'attendez-vous? Bonjour, professeur. Excusez-moi. Mais non, restez là. Attendez un instant, s'il vous plaît. C'est monsieur le commissaire de police qui veut vous dire à part quelques mots. Oui, je viens d'obtenir quelques renseignements. Kevin, eh bien le fils d'un agitateur communiste assez dangereux qui veut renverser l'ordre établi par le gouvernement colonial. Vous savez, gouverner, c'est prévoir, monsieur le directeur. Il faut tuer le poussin dans l'œuf, comme on dit. Je me vois dans l'obligation de renvoyer ce jeune élève incessamment sous peu. Mes respects, monsieur le directeur. Désolé, professeur. Chắc có sự hiểu lầm gì đây. Em đừng buồn nữa, thầy sẽ nói lại. Nó làm gì á? Ai biết đâu. Nó cướp gì đâu. Chơi mình cũng phiền. Nó học giỏi nữa. Tụi bay biết làm sao không? Ba nó đi hả? Ăn cướp á, ở trong rừng á. Im lặng. Tất cả hãy im lặng. Đây là một sự bất công mà tòa án phải gánh chịu. Chúng ta không làm gì được giúp bạn. Thật là nhục nhã, các em có biết không?
Oui, entrez. Bonjour, monsieur Bay. Je suis enchanté. Asseyez-vous. Je savais que vous viendriez tôt ou tard. Mais je me sens irresponsable de cet incident. Mais, comme vous le savez, le petit Anne est rayé de la liste des élèves de cet établissement. Mais, monsieur le directeur, il faut être raisonnable. Au moins, nous devons intervenir pour que le petit Anne puisse présenter à l'inscription au prochain examen d'études primaires. Pardon, vous n'êtes pas au courant des affaires mondiales. Le communisme est quelque chose de redoutable. Comme un ouragan qui dévaste tout. La Russie est le plus grand pays d'Europe, mais ça a été vaincu par le communisme. La France est sur ses gardes contre un tel fléau. Ordre donné aux fonctionnaires de la colonie de suivre de près ses moindres symptômes. Mais Anne n'est qu'un gosse de 12 ans. D'autant plus, c'est un élève assez sage. On a parlé de l'égalité, de liberté, de fraternité. Nous avons une mission civilisatrice en Cochinchine. Et malheureusement, nous chassons d'école un gosse anamite. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Par amitié pour vous, je tiens à vous informer confidentiellement que la sécurité nationale vous surveille de près. Il me semble qu'ils ont des preuves irréfutables contre vous. Merci de votre avertissement. C'est tout naturel. De toute façon, vous et le petit Anne méritez tout mon respect. Moi aussi, mes respects et ma reconnaissance de votre bon cœur. Au revoir, monsieur. Thầy không ngờ con tệ mạt quá. Tụi nó làm nhục con mà con chỉ biết khóc lóc như một con thỏ đế hèn nhát. Tụi nó ý đông bắt nạt con. Con đông cũng không sợ. Bọn nó là một lũ chuột lắc, đụng đến một phát là chạy ngay. Mình không gây sự nhưng phải biết chống trả. Thầy vẫn dạy con không được đánh nhau với bạn. Trước khác, bây giờ khác. Kể từ hôm nay, con không chỉ là thằng An. Con còn thay mặt ba con đang ở xa. Họ đuổi con khỏi trường về con đứng về phía ba con. Đừng để ai khinh thường con một người đang làm quốc sự.
Thưa thầy, con không hiểu quốc sự là gì mà người ta ghét con, không cho con học nữa. Họ là những người yêu nước. Chỉ có bọn cướp nước và bán nước là ghét họ. Con phải tự hào về ba con. Đây, thầy cho con cái này. Nó là viên ngọc quý, làm tăng thêm sức mạnh cho ai giữ nó. Con cầm lấy và nhớ dũng cảm lên. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Thôi, con về đi. Thầy sẽ liệu cách xin cho con học lại sau. Đi đâu đây? Nhà của con mà. Má ơi! Má! Má ơi má! Má! Má ơi! Má à! Má! Má! Má ơi! Má ơi, con bị đuổi học rồi. Thôi đừng buồn nữa. Má sẽ dẫn con đi thăm ba. Ba con còn sống hả má? Thank you.
Chị. Thằng nhỏ có quà tài quá ha. Dễ con trâu coi ngộ ghê. Con tôi cũng chừng này nè mà hả khờ câm à. Thôi tôi đi nghe chị. Con, chú thích lắm á. Con đem tranh tặng chú đi ha. Chú ơi chú. Hả? Cho con gửi bức tranh này làm quà tặng cho con chú ở nhà. Cảm ơn nghe. Con chú thích lắm đó. Chị à, chị có thằng nhỏ tốt bụng thiệt à. Thôi tôi đi nghe chị. Dạ. Tôi đi trước à. Cảm ơn nghe. Ủa, chị cũng về miền này hả? Dạ. Vô đây nghỉ một chút cho mát chị ơi. Anh về tới đâu? Tôi chờ nhỏ chèo xuồng ra nó rước. Con tôi mà được cái này á, nó khoái lắm á. Chà, trời nắng mà sao đi đồ không vậy? Nó không chịu đổi nón. Cái thằng. Nè, cột cái này vô. Ra dáng nó chừng làm ruộng ghê hả chị? Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Thôi tôi đi kẻo tối. Dạ. Tôi đi nghe anh. Dạ chị đi. Chà, đi lên xuống cầu đông nghẹt như vậy, máy bay nó tưởng làm loạn, nó bắn là chết. Nằm xuống. Con ơi. An ơi. Dừng lại đi con. Đi mà. Xuống xuồng. Lẹ lên. Chú ơi, chú.
nhỏ tỉnh rồi nè. Đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Ai ơi lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lánh về thân sau. Sau là sao? Trái thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở huyện Đông Thành, tụ nhân tích đức sớm sanh con hiền, hiền là hiền. Nay đã gặp hội Long dân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chỉ lầm bắn nhạn gian mây, dành tôi đặng rạng tiếng thầy bay xa, xa thật xa. Làm trái trong cõi người ta, trước lo bao bổ sau là hiển giang. Tôn sư bàn luận tai nạn, gẫm trong số hệ khoa tràng còn xa. Mấy trời chẳng dám nói ra, xui thầy thương tớ xót xa trong lòng. Sao dầu tỏ nổi đục trong, hãy toàn một phép để phòng hộ thân. Thank you.
Đi con. Con, má con sẽ theo phù hộ cho con. Con đừng lo buồn nhiều mà mang bệnh. Hai bác tuy nghèo, nhưng cũng nuôi được con bữa cơm bữa cháo. Con muốn đi kiếm ba con. À, chừng nào thật mạnh đã. Rồi bác hỏi đường hỏi xá cho con đi. Rồi lỡ ngơ cho con gái ra đường coi chừng ma nó giấu à.
tắm đi, rồi cho chị nhờ em một chuyện. Em mà làm được gì? Chị không thấy tụi nó cười em hả? Cả vùng này từ nhỏ tới lớn chỉ có em là biết chữ, chị biết nhờ ai khác? Việc gì vậy chị? Để tối nay rồi chị nói. Nhưng tụi nó cứ cười em. Biết đọc biết viết mới khó, còn chuyện lội sông leo cây dễ ợt à. Nhưng xuống sông em sợ ngợp nước lắm. Đoạn này tới Thứ Nguyệt Nga, ở đây tính lại đã 3 năm rồi. Đêm khuya trong ngọn đèn ngồi, chẳng hay trong dạ bồi hồi việc chi. Quan Âm thở trước nói chi, éo le phỉnh thiếp lòng ghi nhớ hoài. Đã đành đa nát vàng phai, đã đành xuống chốn và đài gặp nhau. Chị Út! An! Chị đây nè! Chị đến nhờ em chuyện gì? Chuyện này em nhớ giữ kín cho chị nha. Em ghi giùm chị mấy chữ để chị thiêu. Chị có quen với một người, ảnh với chị hẹn ước nhau đã lâu, nhưng vì thời cuộc ảnh phải bỏ nhà đi xa. Tới nay đã gần giáp năm rồi, chị muốn gửi tặng ảnh cái khăn có thiêu chữ để làm tin. Chị muốn thiêu chữ gì? Chị cũng không biết rành. Chị nghe người ta hát, chị thích câu: Phượng còn ẩn bóng cây tùng, Thiền Nguyên chỉ đợi anh hùng mà thôi. Sẵn chị có mang theo cây viết đây nè. Nhưng giờ tối rồi, để em vô nhà đốt đèn lên. Ui, bà má chị thấy được thì chết. Vậy thì để mê ra ruộng. Thôi, không được đâu, ban ngày ban mặt người ta rần rần. Hay để chị bắt đôm nốm làm đèn. Phượng còn ẩn bóng cây tùng, Thuyền Nguyên. An viết đẹp quá. Chừng nào An dạy cho chị biết đọc biết viết với. Còn chị và em lội sông cắt lúa, còn đập lúa, bắt cá, nấu ăn, về sườn, còn cởi trâu nữa nè. Thiếu gì chị? Phượng còn ẩn bóng cây tùng, Thiền Nguyên chỉ đợi anh hùng mà thôi. Chị thiêu đẹp quá. Có gì đâu, chị chỉ việc theo nét chữ của em thôi. Chị muốn thiêu thêm gì vô đây nữa không? Thêm gì nữa? Tùy, tên anh hay là tên chị á. Hả? Không được đâu, chuyện của anh với chị nếu ai biết được thì chết. Em phải giữ kín cho chị nghe. Sao vậy chị? Ảnh làm việc quốc sự, ảnh vô hội kín. Hội gì vậy chị? Không biết nữa, nhưng ghê lắm, người ta đang lùng bắt ảnh. Vậy sao chị gửi khăn này cho ảnh được?
anh nhắn người quen về. Nếu ai biết được thì chết đó. Vậy anh đúng là người anh hùng thiệt rồi. Ảnh là cây tùng nè. Ngộ quá hen. Còn chị là con chim phượng bay về. Sao giống con vịt vậy? Chứ đó giờ em đâu có thấy con chim phượng đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
côi mẹ giữa dòng đời đã tiếng đồng trang. Chú đã có gia đình